Thưa quý vị và các bạn, để có một vóc dáng cân đối, một vòng eo thon gọn là ước muốn của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, để có được điều đó không hề đơn giản chút nào. Bắt đầu từ chế độ ăn uống, sinh hoạt và không thể thiếu đó chính là luyện tập thể dục thể thao. Trong chương trình ngày hôm nay, huấn luyện viên Nguyễn Trung Hiếu sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn một số bài tập để có một vòng eo thon gọn và giảm mỡ bụng hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số bài tập giúp đốt mỡ, săn chắc và thon gọn vòng hai. Trước khi vào bài tập, chúng ta cần lưu ý những điều sau đây. 1. Khởi động thật kỹ để tránh những chấn thương khi tập luyện. 2. Không tập lúc quá đói hoặc quá no. 3. Chỉ uống nước lọc trước, trong và sau khi tập luyện. 4. Thời gian tập tốt nhất là vào buổi sáng hoặc buổi chiều, mỗi lần tập từ 15 đến 30 phút. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập. Bài tập Bicycle Run, tư thế chuẩn bị. Nằm ngửa ra thảm, nâng hai chân lên vuông góc với thân người, hai tay để nhẹ sau đầu. Thực hiện động tác, hít sâu gồng chặt cơ bụng, cuộn bụng lên đưa khuỷu tay trái chạm vào đầu gối chân phải, duỗi thẳng chân trái đồng thời thở ra. Làm tương tự với bên còn lại. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Lưu ý. Hít thở đều. Bài tập Bubble Letters. Tư thế chuẩn bị. Ngồi hơi co gối. Nâng chân lên, người hơi ngả ra phía sau. Hai tay chống xuống đất sát mông. Thực hiện động tác, gồng chặt phần bụng, co chân đá lên trên, sao cho gối đi về phía ngực. Duỗi chân ra hít vào, co chân vào thở ra. Hít, thở, hít, thở. Lưu ý, tay luôn chống chắc xuống sàn để kéo người về phía trước, tránh tình trạng đau mỏi lưng. Hít, thở, hít, thở, hít. Thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Bài tập Spider-Man Plank. Tư thế chuẩn bị. Đưa người vào tư thế plank thấp. Cánh tay vuông góc với thân người. Chân duỗi thẳng, chống hai mũi bàn chân. Thực hiện động tác. Hít sâu, từ từ qua chân trái về phía trước. Cố gắng qua tới khi đầu gối chân trái chạm vào khuỷu tay trái. Đồng thời thở ra. Thực hiện tương tự với chân phải. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Lưu ý, luôn luôn gồng chặt phần bụng. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Bài tập Bird Dog, tư thế chuẩn bị, sẵn sàng ở tư thế bò, lưng thẳng, chân và tay vuông góc với thân người. Thực hiện động tác, hít sâu gồng chắc phần cơ bụng, đưa tay phải về phía trước và chân trái về phía sau. Duỗi thẳng cả chân và tay tới điểm xa nhất. Trở về vị trí ban đầu, đồng thời thở ra, làm tương tự với bên còn lại. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Lưu ý, không đưa tay và chân lên quá cao, lưng luôn luôn thẳng. Hít vào, thở ra. Bài tập Alternate Heel Structure. Tư thế chuẩn bị, nằm ngửa, hai chân co, chống xuống đất. Khoảng cách giữa hai chân bằng vai. Hai tay duỗi thẳng dọc theo thân người. Thực hiện động tác, nâng phần vai lên khỏi mặt đất, cuộn chặt phần cơ bụng, từ từ nghiêng người, tay trái chạm gót chân trái, rồi thực hiện tương tự với bên còn lại. Hít thở đều.
Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chế độ dinh dưỡng khoa học cũng chính là một yếu tố quan trọng trong quá trình giảm mỡ bụng. Ăn gì, uống gì để giữ được vóc dáng khỏe đẹp và lý tưởng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số thực phẩm hữu ích trong quá trình ăn giảm mỡ hàng ngày. Chanh chứa nhiều axit giúp cơ thể hấp thụ canxi dễ dàng. Chanh là thần dược cho những người có nhu cầu làm đẹp. Chanh giúp thanh lọc cơ thể, đốt cháy mỡ thừa cấp tốc, thải độc gan, lọc máu hiệu quả. Bạn có thể uống nước chanh pha loãng thay cho nước lọc hàng ngày. Ngoài ra, nước chanh pha với mật ong và nước ấm cũng rất tốt cho mục tiêu giảm cân. Trứng là nguồn cung cấp vitamin B choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu được sử dụng để xây dựng tất cả các mảng tế bào của cơ thể. Khi ngày càng có nhiều nghiên cứu thực hiện về cơ chế của gen béo, giá trị của trứng ngày càng tăng cao. Sự thiếu hụt choline có liên quan trực tiếp đến các gen gây tích tụ chất béo nội tạng, đặc biệt là ở gan. Đậu phụ là món ăn không thể bỏ sót trong thực đơn thanh lọc cơ thể. Trong đậu phụ chứa nhiều đạm thực vật, do đó giúp bạn no lâu, đồng thời đánh tan mỡ thừa ở vùng bụng của bạn. Bạn có thể ăn đậu phụ thay cho các món ăn chính trong bữa ăn để đẩy nhanh quá trình thu gọn vóc dáng của mình. Ngũ cốc nguyên hạt đã từ lâu được xem là một thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất như chất xơ và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngũ cốc không chỉ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà còn hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa đường huyết, đồng thời giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Rau xanh, đây được xem là thực phẩm tiêu mỡ bụng hàng đầu. Hàm lượng calo của nó rất thấp nhưng lại giàu canxi, chất xơ. Bạn có thể ăn tất cả các loại rau, vừa giảm lượng calo mà vẫn đủ dinh dưỡng. Bên cạnh việc tập luyện và ăn uống, thì việc giữ cho bản thân một thái độ sống tích cực và lạc quan cũng chính là một phương pháp để duy trì sức khỏe dẻo dai và một vóc dáng khỏe đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.